Sau một hồi vật lộn với tên có bộ rẫm khủng khiếp này các bạn này, thì bây giờ là đã tẩm ướp chính thức là làm con gà đông tảo này vất vả như làm con lợn con các bạn, rất là to, còn thui riếc linh tinh, nhất là cái bộ chân này làm rất là lâu rồi. Đây này. Chân này thì vẫn như cũ nhá, là hầm với thuốc bắc. Đây nấm hương này, đưa Dũng bạn này. Nấm hương thuốc bắc là xào cái hầm cái đôi chân này. Và đây là món xào lăn đã tẩm ướp. Tỏi, sả. Đây, riềng. Và đây là món lướng nhá. Thì thực sự các bạn là mình cũng chỉ biết làm mấy cái món mà này thôi. Của chuyện. Bởi vì là mình đợt trước mình làm mình thấy ăn cái món xào sả lăn này, món lướng và nhất là món cháo các bạn. Tất cả xương còn lại mình cho nấu cháo thì rất là ngon. Và chơi ba món đấy thôi. À cộng thêm mấy món lòng này thì xào con gà nó có hai quả kê này rất là ngon. Xào xào hai yếu yếu kê thì giá đỗ mới đây mướp giá đỗ đấy là xào lòng nhé các bạn, ướp cũng ướp thì cũng như lần trước thôi, riềng, sả, ớt, hành, tỏi, cho một chút mật ong và mắm tôm mẻ đó thì cho ướp cái này xong xuôi hết rồi. Xong rồi. Đâu rồi, cho chảo ăn chưa anh chưa này? Chưa này. Có con mở không? Có tí dám với con thôi. Thầy Sơn bỏ cái mực ra nữa. À gì đó. Đây là xiên gà đông cảo, cảm giác nó như thịt con lợn rừng rất là ngon. Này đang chơi món tiết canh, món tiết canh nhưng mà gà đông cảo này nó phải cũng phải có một món là đặc biệt của Tây Bắc, là phải có món bịa. Con bịa ăn nó ngon. Bịa bịa. Rất là ngon. Các bạn thông cảm nhé, đáng lẽ là đeo cái găng tay tứ bóng rồi để nó vệ sinh nhưng mình cũng rửa sạch tay rồi. Làm nó thật tay. Gương mặt quen thuộc. Chào cả nhà. Cháu trong câu lạc bộ 67 Quảng Ninh. Honda 67 Quảng Ninh. Cứ làm một đĩa. Hay ăn thì lăn vào bếp. Được, chúng ta bỏ mấy xiên đấy ra đặt lên đây nhá. Đặt trước này. Hay ăn thì lăn vào bếp mà chẳng hay ai khen cái lết hay làm. Con gà nhiều thịt nhỉ. Có phải bằng con chó ở 5 cân. 5 7 cân. Gì? Để anh chuyên cho chảo lưu vào xào để cho Dũng ai cái này. Nha, để xào nha Dũng nha, xào đi. Xào lăn mình cho mỡ nhé. Cho mỡ để cũng tráng nắng láng để cho nó khó. Thôi, ít rồi.
vung lên nha. Đây là món cháo các bạn. Cháo này cực kỳ ngon luôn, mình kết nhất cái món này các bạn. Hôm nay thì không nấu món giả cầy nữa, mà tất cả xương gà này cho nấu một lồ cháo luôn. Để tai nó quắt vào luôn này, nhiều người cứ bảo tai to nhưng nó không giàu, đầy ăn ngon cho nó quắt tai luôn à. Cháo gà này thì sau khi mình xào xương lên, xào khi hành mỡ xào xương lên là cho vào nấu cháo. Đây sau nấu xào hai. Cho ra ủ tối luôn. Mình che hết ánh sáng. Còn này là thêm vẫn tiết mục cũ mực một lắm. Rồi món xào lăn nhé các bạn. Ra sao trong tối chứ. Rồi chào bà con nha, hôm nay là mình lên nhà ông bác, giúp việc cho bác nấu món gà đông cảo. Thực tế là từ bé giờ hôm nay mới làm đầu tiên, là cũng rất bỡ ngỡ, nhưng mà mình sẽ làm theo phương thức là giả chó mà chó giả cầy. Các bác, các bạn, các ông bà mà xem clip của bác mình thì ủng hộ kênh cho bác mình nhá. Đây là tiết mục lướng nè các bạn nha. Đã váng lên rứt mũi rồi đấy, thơm rồi đấy. Sao để luôn vào giữa này. Còn không? Còn xiên nữa. Chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ là bắt đầu là mới được lên mâm vật lộn một con gà mà cảm tưởng như sợ thật như thịt con lợn. Đấy, bây giờ bắt đầu xong và bắt đầu mình giới thiệu các bạn các món ăn này nhá. Đây là chả lướng này, xào lăn này. Đấy, và đây là món chân rồng hầm thu bắp mực một lắng, riêu hến, rau sống, giá đỗ xào và món cá khô cá biển. Đặc biệt là món cháo gà. Cái gì đấy rất là ngon. Hôm nay là có trân trọng mà giới thiệu có hai nhân vật mới. Một, xin chào mọi người, chào cả nhà yêu. Đấy, và đây là ông bạn. Xin chào cả nhà. Đấy, tất cả hai bạn này là ở sinh hoạt câu lạc bộ Honda 67 Quảng Linh. Đấy, nào, ăn đi. Anh, đây là anh trai. Vẫn là ngã đầu ạ. Anh xin chào các bạn. Anh có làm mấy mà tóc anh đã trắng các bạn. Ôi, mời cả nhà nhá. Cả nhà, chúc cả nhà một buổi trưa mát mẻ, hạnh phúc.
cả nhà xem video này ủng hộ cho bác mình nhá, ủng hộ kênh cho bác mình. Xin mời nhá, xin mời mọi người nhá. Ôi tí rồi, ông phải đăng ký kênh rồi biết không biết kênh nào. Ui bạn thế. Đây xem ra đang còn. Cháu ở đấy à? Ừ, về đây. Và giới thiệu thằng bạn xong. Chưa biết kênh như sao. Chưa biết kênh nào. Đây là cái bạn. Đúng rồi. Quay để review mấy món này nha. Mà sơn, món này không có ớt tươi. Ớt. Quá ớt. Cho em mượn anh cốc rồi. Đây đây. Nói bấm nữa. Đây 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 đây. Nghe không? Mình mời tất cả bạn nhá. Làm thử với món, đây là món xào lăn này. Thực sự con này là cũng nhiều tuổi rồi nhỉ. Da dày lắm, giòn, chân to. Hả? Này nhiều quá. Bữa cơm thân mật, đầm ấm bên người thân. Đây là món những cái món chưa đây được không được. Xào lăn được á, truyền thống. Mực một lắng này. Mực một lắng. Đó. Nước chung nó đẹp. Cái chưa không có đá. Đó, mình lớn đấy. Còn bên một lắng. Trong này ở bên quận bên đó. Xong cái này. Không, phải những bài chỉ. Ngủ à? Nào mời em bạn tí nào. Bà chị lấy chồng bên Hà, bên Xuân Sơn. Cái gì đấy? Có thằng Ngọc ấy. Quay qua trang trại là điểm anh bạn đi mua đá. Mày xem trang trại là điểm đó chưa? Đẹp chưa? Đề nghị mình cứ quay cơm đi xem trên mạng. Đấy anh trai này. Anh trai này. Anh trai. Thế là mỗi lần chú đây em à? Người yêu vợ ở sắp cưới. Sắp đây khác rồi. Cứ đùa à? Anh ơi. Anh đâu làm thế. Đâu. Anh nhìn chuyện thế nhá. Lúc đấy đang giới thiệu một đứa. Bây giờ lại giới thiệu nữa. Ông này. Ông này chẳng thế. Chẳng thế. Toàn vợ trong mơ đấy á. Đây là cháu Đít Nhôm. Đít Tôn nhôm. Nhà mình nhá. Ăn cơm nhá. À. Và xem có cháu nào mang ngủ đấy. Từ 30 tuổi giờ xuống. Cái ngủ đấy. Có nhu cầu lấy chồng. Thì đây là cháu Bình. Đấy. Mày đéo quá cao đấy. Làm như ở đây. Đây là 20 đấy nhỉ. 21. Lấy hẳn từ 30 giờ xuống. Nó bảo 30 tuổi liệu anh có bị hấp hấp không? Càng tăng đi càng bị dính đòn. Càng ý. Chủ yếu lấy thì là cháu mình nó chưa vợ thôi. Chứ còn phải là mình đăng lên mình bán rồi. Đây là cái chuyện. Cháu mà giá đấy. Mình để máy lên đây rồi ăn cơm cùng gia đình nhá. Với tất cả mọi người nhá. Cháu ngoài bác thì... quay ở đây, quay. Là bác cháu mình 1 tỷ năm nay bắt tay nhau. Chúc bác mạnh khỏe. À, đây là vừa là ông cháu lại học cùng với mình. Học cùng cấp 3, hai bác cháu học cùng cấp 3 với nhau. Ông 71 ông 73 học cùng nhau. Đã 71 học kỹ là nó chưa học kỹ. Đây là học khóa mày có đăng ký chưa? Không. Nó học kỹ hơn. Lớp cháu là đông nhất. Lớp tao 100% luôn. À, lớp mình thì có một đứa bây giờ nó trên Hà Nội từ ngày đấy không bao giờ nó họp lớp biết. Món này ngon này. Dạ. Ăn dễ ăn hơn món này. Hôm nay là theo yêu cầu theo các bạn góp ý được con gà trước thì hôm nay là chân chặt nhỏ ra, linh ra chặt nhỏ ra là mọi người cùng ăn, đấy, nó dễ. Ôi, đấy.
hoàn toàn. Đấy, một cái móng chân của nó như kiểu móng chân lợn. Hay móng rồng. Con này giống con rồng lắm. Con hay là chân, con rồng. Chân lắm. Cái chân này, úi dồi, mẹ một ngón chân đi. Ô, cái gì? Nên nhớ vẫn chưa xử. Nên hai người là uống rượu thích. Dạ, vừa. Nên là ngon. Trong tủ con riêng không, Dân? Sơn? Còn hai non. Ngon rồi, thế thôi. Tí em đi làm. Comment. Ăn được chưa? Hết không? Cái này đi vội rồi. Nhá. Chưa đến lúc rồi. Chưa từ. Như này người nào uống rượu rồi thích uống. Ăn kiểu như là toàn ngon cả lá. À cá cá. Dũng chưa chơi nè. Nó chơi rồi. Cái cho đang ăn nhưng mà nó chưa được. Ăn móng này ngon. Ui. Cái món là một nắng của mời cả nhà nhé, đây là món chân rồng. Món mực bột lắng của đặc sản của Quảng Ninh. Và chỉ biển Quảng Ninh thì mực nó mới ngon. Quảng Ninh là nước biển là rất mặn. Cô Tô, mực Cô Tô rất ngon. Rất là ngon, mực bột lắng. Nói chung là những cái món hải sản của Quảng Ninh thì nhiều món gọi đạt tiêu chuẩn quốc tế ở biển. Từ con hàu, con tu hài, sái sùng. Uống rượu với ông anh Dũng mình hôm ở Móng Cái, mà cái đợt anh đã làm đội trưởng đội điều tra ở Móng Cái ấy. Là hôm mới ngồi cả thằng Hảo gì Hảo Tâm chết đấy. Tâm cầu đất gì? Ừ. Mấy con Mí ấy. Lên rồi hết nhỉ? Rồi. Và anh ở Móng Cái. Quán được. Đâu rồi. Làm mấy năm này là lắm. Nhưng mà chân ngon đúng không ạ? Con gà nó không mềm quá. Con gà Đông Tảo đợt này là ngon không? Là có tuổi. Thâm liên cao hơn là con đợt trước. Không, chưa cho nên là món món lớn hôm nay là hơi rắn một tí. Là các bạn đây. Móng này là móng rồng chứ không phải là móng gà. Mời cả nhà nhá. Ngon. Nha. Ngon, ngon mà giòn giòn thôi. Ăn này mới ngon, ngứa quá ngon. Răng tuy yếu nhưng mà ăn cố ra nó giòn. Răng mình vẫn chửi. Làm ơi cả nhà lên đồng khởi quá nào. Xài được anh, ông bạn là ông anh là mình lên đây, hôm nay được món ngon quá. Xài thế cầu 67 của Quảng Ninh thì có đông không? Ừ. Bốn chủ, nghĩa là tỉnh thành nào là đông nhất? Không nhiều. Đâu nếu mà trong cả nước tỉnh thành Sài Gòn chắc Sài Gòn là 300. Thành phố Hồ Chí Minh. Còn có Quảng Ninh không? Câu lạc bộ Honda 67 Sài Gòn đông nhất. Honda 67 của ông này chơi cả két nước rồi. Két nhớt. Két đây là két nhớt. Nằm mát nhớt. Nằm mát bằng nhớt. Nó chạy có gió. Nó bơm qua, bơm lên. Nó chạy qua đấy rồi gió nó bỏ đấy làm mát nó lại bơm xuống. Chơi kiểu như chạy thận đấy đúng không? Nhưng mà mát đấy. 75 dặm sinh nhật, 67 Đà Lạt. Cái đấy là mình cải tiến gì? Cái dưới này hay hãng đấy nó có độ nó có hàng độ có hãng có đầu hãng chịu hết nhưng thường thường vào độ vào đúng không nhưng vẫn hãng của Honda đúng không trong câu lạc bộ 67 thì những con mà bây giờ gọi là độ mà đỉnh nhất bây giờ đến mấy lít mấy trăm đến đấy khoảng 300. Cái đợt lâu lâu mày ấy gì? Đâu mới hôm qua gửi. Hôm qua gửi thế ta ra trên. Vẫn quay. Nó chưa đến. Chưa nhận, chưa nhận. Đợt
Đợt này cái này như quay kỹ quá thật. Ngọt quay kỹ quá. Nướng hơi kỹ. Đây là rồi, món này quay kỹ. Cái này ướp ấy, đáng nhá, lúc ướp phải cho một tí dầu vào. Đồ ăn em. Ừ, thì nó mới mềm. Cháu cho mỡ vào đây. Mỡ nó không bằng dầu được. Có cho tí mắm nào. Mình cho dầu vào nó mới mềm. Cho một tí mắm mới thôi. Thế là ngon rồi. Đã giả đâu. Không bóp vào giấm nào. Đúng không? Mềm. Quyền đấy là video mất giá trị. Cái gì cái loại cái gì bác đấy. Nhiều người quay này nó chỉ cần dính vài câu một câu hát ở một bài có bản quyền thì trong cái video này nó không cho tính tiền. Hoặc là kể cả có kiếm tiền được thì mình cũng không được tiền. Cái tiền đấy nó cho vào cái bản quyền của cái người sáng tác ấy. Người có bản quyền đấy. À đây nào uống đi. Ôi trời. Mỗi ông cứ chú tâm một cái máy thì... Dô. Nói là dô, ông dô. Nào, Thắng. Đây. Thân trọng. Đúng. Sơn làm mía đi. Sơn làm mía. Vâng, chuyến tắt đấy đi. Sơn, này. Đây, qua trong cái clip này bây giờ cái tỉ lệ kia có hai lít nữa mà thì là cháu con đi xa quá cô là cái móng này đúng à. Nếu nói về vấn đề coi như là về sự tích con rồng này cái móng này chính chức là như móng rồng thật được là như móng rồng thật nó vẩy như một vẩy rồng đông này. Dạ. Này mình phải có máy tính mình lấy ra đăng lên cái gì ạ? Ngọt đấy. Cứ để nó ngon cho nó. Cái này nó thơm đi. Là tao có máy tính thì lấy đăng. Chứ nếu mà chuyển qua ấy không chuyển được. Dài không chuyển được. Dạ. Không chuyển được. Chỉ 1-2 phút thì mai ra chuyển được. Dài nó lén không ấy. Tập trung vào chuyên môn nào. Nào. Cơm à. Nào. Nước cam. Mình là nước cam. Rượu thuốc. Rượu thuốc à? Rượu thuốc. Hết băng nhá. Hết. Nhưng mà món chân này hết ngon. Hết được gì cứ hết đi. Yeah. Bác già rồi bác thì chơi từ từ thôi. Món chân này ăn kiểu này ngon. Món chân này hay ngon. Không nhận. Ăn nó thật sợ thì ngon. Nghe rồi anh bị chả tấn cho ăn hết, cháu ăn hết một mình cái chân. Có một chân voi. Nếu mình ngồi cái này nắng đi, chả có quạt nhá. Quay quạt đi ra, à đấy, cả quạt này. Quạt đấy không cắn được. Có, Dũng giúp cái quạt này không? Để nguyên quạt đấy. Được. Nhưng mà quay thế thì tao mát vào đâu. Kia hai cái. Bật cái điều hòa lên. À, đây thì bật cửa nó đấy. Bật thì cũng được thôi nhưng mà nó tối. Cửa nó nhiều. Giật cửa lại phải đóng cửa vào. Hả? Mình khóa nhất là cái món cá nhâm này này.
cá nhâm của vùng biển Quảng Ninh này. Các cá này nếu mà búng ra ăn đấy, ăn với cháo hoa tuyệt vời luôn. Cháo gạo quá. Cháo ăn cháo gạo với cá mặn. Trung Quốc thì ăn cháo với cá nhỉ, cá là thầu. Ngon. Toàn người uống được cái này. Mới hớp mới các bạn xem mới hớp hớp bia trông. Thậm chí này là hôm trước mình quay cái clip trồng mai ấy các bạn, cây trồng ngược á, chuyên gia trồng ngược, bây giờ là chơi kiểu trồng ngọn cắm trong đất. mình cứ thích là thích ngược đời. Đi chậm bây giờ nhỉ, đi chậm bây giờ. Nhưng phải nói cái mai ấy sống mạnh nhỉ, sức sống ác à. Nó kỳ cây thôi, nó năm cây cứu cái người làm cũng chẳng sống. Mà nó khô hết nhựa nó gì nhá. Đang nói là nếu cây bình thường nó vẫn khỏe, mình trồng ngược như thế nó vẫn sống được. Ba cái cây về sau ấy, là ngâm một ao lúc một ngày ấy. Ngâm 30 tiếng. Vớt lên và trồng hết mình là khỏe luôn. Sơn dạ. Anh uống mày nhá, hết nhá. Vâng. Uống điên còn một giọt ly rồi. Đợt này mình 16 này là học khóa đúng không? Khóa mà nó đang dịch trước như thế này thì cũng nguy hiểm đấy. Với đứa mà nó khét cái lại lệnh giãn cách này. Dịch này cấm. Mình thực hiện đúng rồi cái nhưng mà Quảng Ninh có cấm đâu. Cấm chưa, không cấm được mình tự giác với này. Không cấm thì làm sao mình phải, khi nó bắt đầu nó vẫn an toàn trong phạm vi an toàn thì chả biết gì. Tức là nói thật là chính phủ Việt Nam mà các bác ở trên là làm rất tốt, mình là người dân mà mình thực hiện là mỗi người có ý thức một tí là nó thành cái tốt. Đúng rồi, mỗi người có ý thức một tí là mình dẹp được dịch ngay mà. Nhưng mà cái đợt này là cái có ý thức là gì? Quả Đà Nẵng này do bọn nó dẫn vào nhỉ, dẫn Trung Quốc vào quá nguy hiểm luôn. Bọn ấy bắt được là trùng xẻo bây giờ. Nó bắt được hai sáng, bắt được hai lần Nha Trang, hai lần trốn đấy. Nhưng mà cái ông đầu tiên ấy, ông bảo là không biết lây nhiễm đâu, nó vô lý nhỉ? Cốt không rồi. Bệnh nhân coi như là số 0 á. Họ không nhớ. Nhưng mà một là không nhớ, hai hoặc là giấu rồi nhá. Bởi vì nếu người ta khai thật thì mình có hướng khoanh vùng thì nó tốt hơn. Đang yên đang lành nhỉ? Trời vẫn mất bao tiền của nhà nước ấy. Trên là đã thiệt hại bao tiền? Bao tiền của? Không những nhà nước thiệt hại, nhân dân thiệt hại luôn. Nhá. Yeah. Là toàn thể bị thiệt hại luôn chứ không phải. Làm tin nước đây cho nó. Bây giờ cả một cái thành phố Đà Nẵng, thành phố coi như là thành phố đáng sống. Bây giờ là hết đáng sống. Bây giờ Quảng Ninh rồi. Đà Nẵng là thành phố là Đà Nẵng thành phố đáng sống. Quảng Ninh bây giờ thằng mà cũng lây lan về cái bệnh nhân đấy mà nó lại bị dương tính nó mệt nha. Không có gì nói chứ. Chưa có gì nói. Cả nước là dồn về trung tâm Đà Nẵng. Diện công giả nó ngoài ngã đúng không? Đang bùng. Bùng cái này như này của ngành du lịch của bên là hỏng luôn. Trung Quốc 6-7 tỷ. Thôi là anh em mình dô cái nè. Rồi mình dừng video để tập trung chuyên môn cho nó. Dừng video này cho đọc cái bài này của thằng bạn đó, là thằng em đó biết. Thầy say rồi. Không, cho đọc cái bài này say. Và có dài không? Ngắn thôi. Chỉ xin phép là mọi người là chỉ 2 phút thôi. Mời mọi người nha. Đúng rồi. Ui, đọc 2 phút giảm lâu đấy. Cũng dài đấy, không phải ít đâu. Không đến 2 phút. 2 phút trong truyền hình một người. Đạo có nhiều lắm. Ôi giời. Mẹ chơi 2 phút thì kinh lắm. Nội dung về cái gì? Nội dung về Covid thôi. Thành một bài hát cái gì? Gần một bài hát.
thằng em ở trên Bắc Ninh nó chia sẻ mà nó không biết đâu biết hay nó chia sẻ như nào nhưng mà có hay không? Hay. Hay đưa ra đọc cho tôi biết cả. À. Có một tính tính hài hước. À. Đây. Chào cả nhà nhá, mình có một thằng em nó cũng chơi 67. Là nó tên là Chu Quân Vương thì vừa rồi có đăng một cái status lão Chu lên mạng. Thì hôm nay là mình đọc cho mọi người nghe. Nó có một tính tí là gọi là dân gian hài hước một tí. Này quên không bắt tranh. Covid-19 là thần chết. Thần chết đi dạo bất ngờ gặp bốn người đang chơi trên biển. Họ là Hàn Quốc, Trung Quốc và Ý, Việt Nam. Thần chết đưa ra cho bốn người họ một thử thách. Một người mỗi người ném một thứ xuống biển, nếu trong vòng 30 giây tìm thấy thứ đó phải chết. Hai thắng cuộc. Đây này, đây cho chủ nhân cho mình đọc lại cho cổ bài của chia sẻ trên mạng. Thần chết đi dạo thì bất ngờ gặp bốn người đang chơi trên biển. Họ là một người là Trung Quốc, một người là Hàn Quốc, một người Ý và một người là Việt Nam. Thần chết đưa ra cho bốn người họ một thử thách, mỗi người hãy ném một thứ xuống biển. Nếu trong vòng 30 giây ta tìm thấy thứ đó thì người đó phải chết. Hai thắng cuộc thì người đó sẽ được sống. Sau đó bốn người họ lần lượt thực hiện thử thách. Người Ý cầm chiếc kim khâu ném xuống biển, sau 30 giây thần chết cầm chiếc kim lên và người Ý chết. Người Hàn Quốc ném sợi tóc xuống biển, sau 30 giây thần chết cầm lên sợi tóc và người Hàn Quốc cũng nghẻo. Người Trung Quốc ném tay không xuống biển, thần chết nói như vậy là gian lận, vi phạm luật chơi và người Trung Quốc cũng chết. Người Việt Nam lấy trong túi ra ném véo một cái xuống biển, thần chết vội vàng lao xuống để tìm. Một phút sau thần chết mới ngoi lên nhưng không thấy gì, ông liền hỏi: mày vừa ném cái gì xuống đấy? Người Việt Nam đáp: con ném viên xê sủi ạ. Thần chết: tao lạy mày. Và theo lời hứa của thần chết, Việt Nam ta không có ai chết trong trận đại dịch toàn cầu ở dịch Covid này. Tin tôi đi, Việt Nam à. Hãy luôn sáng suốt và lựa chọn cách bảo vệ chính mình và gia đình một cách thông minh nhất. Đà Nẵng sẽ vượt qua nhanh thôi. Chúc cả nhà khỏe mạnh và chúc dân Đà Nẵng sẽ nhanh vượt qua coi như thử thách này để cả nước mình lại đứng đầu với thế giới nha. Đấy là một bài chia sẻ trên mạng. Đọc ít ra cũng phải được 3 điểm như mình ý. Bác mình là ngày xưa là học A1 lớp chuyên. Mình thì học lớp được gọi là lớp hệ B. Là hệ trộn. Ôi, nào mấy anh em uống phát rồi. Cùng nha. Kết thúc video nào. Rồi, cho nha. Ôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mình nhá. Xin chào ủng hộ kênh cho bác mình nhá. Hãy đăng ký nhá. Chúc tất cả các bạn sẽ an toàn trong cái đại dịch lần thứ 3 này. Sẽ an toàn tuyệt đối. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.